chúng ta sẽ tham gia lễ tổng kết học kỳ Fall 2015 dành cho các sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên. Sau đây là buổi phỏng vấn nhanh trước khi lễ tổng kết bắt đầu. Bạn Nguyễn Hoàng Anh, người đã giành giải thưởng Ông Vàng Cao Quý tới tận 4 lần. Rồi bạn Hoàng Anh có thể cho biết là bí quyết nào giúp bạn có thể là vượt bộ môn tới 4 lần mà rất là nhiều người ao ước điều này? Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hoàng Anh, hiện đang là sinh viên lớp lập trình máy tính khóa 10.3 của trường Cao đẳng Ngành FPT Polytechnic Tây Nguyên. Hôm nay thì rất là may mắn mình đã được chị Vi dành một chút thời gian để làm một buổi phỏng vấn nhanh. Và theo như câu hỏi thì mình xin phép được trả lời rằng bí quyết để đạt được ông vào, mình nghĩ nó cũng không có là quá khó như mọi người tưởng tượng. Chỉ cần các bạn tên giờ học tập trung thêm một chút, về nhà thời gian thêm một chút, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, thực hiện những cái bài tập, bài lab về nhà một cách hoàn hảo, đó là những cái bí quyết của mình để đạt được ông vàng trong ngày cuối kỳ liên tiếp. Rồi, rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn Hoàng Anh. Xin mời bạn Nguyễn Hoàng Anh VK00426 vỗ tay. Xin mời thầy Nguyễn Phước Cường và anh Trần Trung Hiếu trao giải này cho ông bà của học kỳ 4. Dạ, xin phỏng vấn nhanh thầy Cường là thầy nhận xét như thế nào về bạn sinh viên này ạ? Nói chung Hoàng Anh là một sinh viên khá là nhiệt tình trong các hoạt động, kể cả về học tập thì sinh viên Hoàng Anh là một trong những sinh viên tiêu biểu và có cố gắng và luôn luôn hoàn thành các cái bài học trong các môn học cũng như là xuất sắc. Thì hy vọng tất cả các bạn khác cũng vậy, chúng ta cố gắng là khi chúng ta làm một cái gì đấy, chúng ta cố gắng, chúng ta đặt cái tâm huyết chúng ta vào, chúng ta làm hết sức, đừng bao giờ làm xong mà nên làm cho nó hoàn hảo. Bạn Hoàng Anh có muốn nói lời chia sẻ tới với các bạn và thầy cô trong trường không? Dạ. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hoàng Anh, hiện là sinh viên lớp PT142 của trường Cao đẳng Ngành FPT Polytechnic Tây Nguyên. Vâng, rất là vui khi mà hôm nay lại được gặp thầy cô cùng các bạn ở đây. Và lời đầu tiên em muốn gửi đến các thầy cô đó là lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn các thầy, các cô vì đã truyền đạt những kinh nghiệm quý báu, những kiến thức cho chúng em có thể trong học tập để nhận được. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đồng hành cùng mình trong thời gian bốn kỳ học vừa qua, hay là kỳ học thứ năm. Rất mong muốn là sẽ được gặp được trong các bạn nhiều hơn. Rồi, chân thành cảm ơn bạn Hoàng Anh rất nhiều.